Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Vết Nám, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trời đất dần dũ, mây đen nghịt. Chỉ mới giữa trưa đã báo hiệu một trận mưa dữ dội sắp trút xuống. Cô gái khoảng 23 tuổi, tay ôm đứa con trai mới lên 2, lính quýnh tìm chỗ ẩn nấp tránh cơn mưa. Cô gái đó tên Thu, đứa con nói chuyện chưa đủ nhưng rất nhanh nhẹn. Cô gọi nó là thằng Tép. Về cái xóm nhỏ này, thân cô thế cô. Thu may mắn mướn được miếng đất vườn 300 mét của anh hai cụ lần để cất một căn nhà chòi tạm bợ. Anh hai tên là Cụ nên hàng xóm gọi là hai cụ lần. Đã quá vợ hơn một năm nay nên điều tiếng về hai người là không sao tránh khỏi. Nhưng họ vẫn an nhiên làm bạn láng giềng tốt với nhau, mặc cho những dư luận xì xào bên ngoài. Hai Thu mang ơn anh. Ngày cô đến cái ấp này trong một buổi chiều mưa tầm tã, quần áo ướt sũng mà vẫn cố gắng ôm đứa con trước ngực che chắn cho nó không bị lạnh. Cô vừa đi vừa ngó quanh quất tìm chỗ đụt mưa. Nhưng lác đác hai bên đường chỉ có vài căn nhà đã đóng cửa kín mít. Nơi đây cũng không có những tàn cây cao để khả dĩ đứng tránh cơn mưa đang dữ dội. Hai Thu muốn khóc, buồn tủi cho thân mình thì ít mà lo sợ cho đứa con thì nhiều. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Thu cảm thấy đuối và lạnh, nhưng tình mẫu tử buộc cô phải nhanh chân tìm chỗ sưởi ấm cho con. Hết cách rồi, nơi này hoàn toàn xa lạ, thậm chí cô cũng không biết đây là đâu. Bỗng như có một phép màu, Thu nghe tiếng chân thình thịch, rồi một người con trai chạy dột ra, dùng miếng vải mũ trắng choàng qua đầu cô, hỏi gấp rút. Trời ơi, mưa lớn vậy mà không kiếm chỗ đục, lạnh chết đứa nhỏ còn gì? Thu ngước nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn. Dạ, em đang cố tìm chỗ đục, mà không có. Vô nhà tôi đi, muốn tìm chỗ trú mưa cứ gọi cửa nhà người ta, chứ ở đây đâu có nhà nào có mái hiên để đục được. Vừa nói, anh vừa kéo tấm mũ tự che cho mẹ con cô và bước trở ngược vào nhà, buộc lòng hai Thu phải đi theo. Vào trong nhà, khi nhóm bếp lửa để sưởi ấm cho mẹ con cô, anh kêu cô thay đồ. Thu cứ đứng tần ngần hoài. Anh nghĩ là cô ngại vì nhìn quanh chỉ thấy có mình anh. Nhưng anh không biết là quần áo trong giỏ của cô lúc dùng che cho đứa bé đã ướt hết. Thu cùng con trai ngồi xuống bên bếp lửa. Anh dùng lá dừa đốt cho cháy bừng bừng. Ngọn lửa reo vui như tâm tình thằng bé con 2 tuổi với cơ thể đang ấm dần lên. Anh nhìn cô ngập ngừng. Cô từ đâu đến đây vậy? Cà Mau. Xa dữ. Có bà con ở đây hay không? Thu lắc đầu. Anh ngạc nhiên nhưng thấy không tiện hỏi nữa nên im lặng. Nhìn vào đôi mắt đỏ vì vừa khóc hay vừa bị mưa xoáy vào, anh thấy chạnh lòng. Chắc là cô đang mang trong lòng một tâm sự khó giải bày, thì việc chi phải khơi dậy để làm tổn thương người ta. Cả hai ngồi im lặng như vậy rất lâu. Anh bắt đầu cho củi vào lò để giữ ngọn lửa lâu hơn. Thằng Tép đã khô ráo và cảm thấy nực. Nó tuột khỏi tay mẹ rồi chậm chạp lần dò đi quan sát căn nhà. Hướng mắt trông chừng con, Thu cũng âm thầm nhìn. Nhà cũng thuộc loại thường, mái lợp bằng lá chầm, chung quanh dựng bằng lá dừa nước, được cay, nền tráng bằng xi măng sạch sẽ. Trong nhà cũng không có gì quý giá, ngoài bộ dáng gỗ đen mun được đặt giữa nhà. Bên cạnh là chiếc ghế bàn dài bằng loại gỗ thường, với những chiếc ghế đai. Chỗ trang trọng nhất trong nhà, bên trên là bàn thờ, có hình của một người đàn ông trạc 40 tuổi, và tấm kế bên là hình cô gái khoảng 20 tuổi. Cô nhẹ nhàng hỏi anh, là ai vậy? Là cha và vợ tôi. Thu lặng người, cô nhìn anh một lần nữa, rồi cúi đầu xuống. Xin lỗi. Đâu có gì đâu, cũng hơn một năm rồi. Cha tôi mất nhiều năm trước khi tôi có vợ. Lấy vợ được hơn một năm, cô ấy cũng mất, sau khi sinh cho tôi đứa con gái trạc tuổi thằng nhỏ này. Bây giờ tôi ở với má tôi và nó. Sáng nay hai bà cháu dắt nhau đi chợ, chắc là mắc mưa rồi. Thu chưa hỏi gì mà anh đã khai hết bối cảnh gia đình ra. Cô mỉm cười. Người nhà quê chân chất thiệt thà làm sao.
anh lại hỏi cô. Tại mưa rồi cô định đi đâu? Thu rụt rè. Em muốn kiếm chỗ mướn một miếng đất dài trăm mét cất căn chòi mẹ con tìm cách sống qua ngày. Anh la lên. Trời ơi, cô có tìm hiểu kỹ chỗ này chưa? Là một cái ấp nghèo nhất xã, không có nhà ai đủ ăn hết, sống quanh năm bằng nghề làm thuê làm mướn cho các ấp khác, ít hộ mà đông người, cô nhắm mình chịu cực nổi không? Thu tự tin gật đầu. Em không sợ cực. Được, vậy thì tôi cho cô cất căn nhà nhỏ trên đất của tôi để cô đi làm thuê kiếm sống. Dù gì á, má tôi cũng chăm sóc cho con gái tôi. Có thêm thằng bé này, má dòng chừng cũng tiện cho cô. Thu vui mừng trong lòng, nhưng lại cũng sợ vì quá bất ngờ. Cô nán lại qua cơn mưa, chờ mẹ của anh về để bà quyết định. Không những bà bằng lòng mà còn vui vẻ nấu đãi cô một bữa cơm với đồ ăn bà vừa mua từ chợ về. Bà Bảy dậy xa, chú thích, bí danh thân mật, người ta gọi mẹ anh vì bà mở miệng ra hay nói tiếng dậy xa. Bà nói là trong một thời gian dài, bà sẽ không lấy tiền đất của cô. Bà còn nói sẽ giới thiệu để cô quen biết nhiều chỗ, sau này người ta kêu đi làm. Trong bà sởi lởi hiền lành, Thu rất có cảm tình. Tuy nhiên, cô vẫn luôn giữ kẻ. Ở gần nhau một thời gian dài, cô biết hết chuyện gia đình anh. Nhưng đối với anh, Thu vẫn là một bí mật. Thu nghĩ, đời sao có nhiều người tốt như vậy? Mà trước giờ, cô cứ sống mãi với những kẻ chẳng ra gì. Nơi đó, cái nơi mà cô gọi là gia đình, ngoài đứa em cùng mẹ khác cha, thì đó là nơi ám ảnh cả tuổi thơ mà mỗi lần nhớ lại, cô cảm thấy mình bơ vơ như chơi vơi trên bờ vực thẳm. Bất cứ lúc nào cũng có thể té nhào xuống lòng vực sâu ngàn trượng. Thu cất căn chòi nhỏ đúng 16 mét vuông, chỉ có một buồng ngủ và chính tay cô đắp cái nền bếp. Anh hai nặng cho cô 6 ông táo để làm hai bếp ăn. Anh đề nghị cho mượn cái bàn bằng mũ và vài chiếc ghế. Nhưng cô từ chối, viện lý do chỉ có hai mẹ con và tuyệt đối không tiếp ai trong nhà. Thu nói sao thì hai cụ lần nghe vậy không ý kiến gì thêm. Chỉ có bà Bảy cứ chắc lưỡi. Mẹ ơi, nhà cửa gì mà tum húm to hó vậy, sao ở được không biết nữa à? Anh thấy cô thường ngồi ôm con trầm ngâm nhìn ra đường, đôi mắt thẫn thờ ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín. Những khi như vậy, cụ muốn đến chia sẻ với cô, nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra xa cách, nên anh ngại ngùng. Nhất là trong những buổi chiều, cô hai dẫn con đi vòng ra phía sau nhà, chỗ có con sông nhỏ chảy ngang. Cô ôm con ngồi trên gò đất, nhìn ra tận phía trời xa và ngâm lên khe khẽ. Chiều nay như những buổi chiều, hoàng hôn tắt nắng gió điều hiu, ôm con mà nhớ người năm cũ, trong lòng nghe nặng nỗi cô liêu. Nghe giọng ngâm buồn não ruột của Thu, cụ chạnh lòng. Từ đó anh biết mình phải làm gì để cuộc sống của cô không bị tổn thương thêm. Căn chòi nhỏ của Thu nằm thụt phía sau ngôi nhà của cụ, nên từ hôm cô xuất hiện đến nay hàng xóm chưa nhìn thấy. Căn chòi nằm nép một bên hai cây dừa xiêm mới vừa ra trái nên còn lùm sũng. Vườn của cụ khá rộng, trồng toàn là dứa, lớn nhỏ đều có đủ, nên nhà của Thu quanh năm được tràn dừa che mát rượi. Cụ lấy tre đóng hai dãy ghế hai bên để cái bàn mũ vào chính giữa, hình thức giống như cái hỏa đường của nhà giàu. Biết Thu kỹ tính, anh nói với cô: cái này tôi làm cho tôi, trên đất của tôi, nhưng nếu chừng nào cô muốn ra ngồi chơi thì ngồi nghen. Thu ngước nhìn rồi cười nhưng không trả lời. Cụ nghĩ, trên đời sao có người kiệm lời kỳ cục. Trưa, anh bưng hai tô cơm nhỏ, dẫn con gái ra, đỡ nó ngồi lên ghế, rồi đưa tay ngoắc ngoắc thằng tép. Thằng nhỏ lơn tơn chạy ra. Cụ ẵm nó lên cho ngồi gần Dung, con gái của anh, chỉ mỗi đứa một tô cơm để sẵn đồ ăn trong đó, rồi ngồi xuống trông chừng chúng ăn. Thu nhìn thấy, lật đật chạy ra bế tép lên, cụ nắm tay nó kéo lại. Ủa, cô này lạ nghen, thấy có đồ ăn cho hai đứa nhỏ ăn chung, để nó dành nhau ăn được nhiều. Chén cơm có là dĩ đâu, mà giữ kẻ chi cho khó coi với nhau vậy. Dù sao cũng để hai đứa nhỏ làm quen, mai mốt có gì cô gửi tôi hoặc má tôi trông chừng cũng được. Thu vẫn giữ vững lập trường.
em nuôi nổi con mình. Ủa, chứ bộ tôi nói cô không nuôi nổi sao? Láng giềng với nhau mà. Hôm nào tôi bận, nhờ cô cho con tôi ăn giùm một bữa không được sao? Thấy Thu im lặng, cụ đánh cú chót. Không sao, chỉ có hai việc. Một, thả nó xuống ngồi ăn cơm. Hai, đừng có cho tôi thấy mặt mẹ con cô nữa. Nói xong, anh thản nhiên lấy muỗng múc miếng cơm đút cho con gái. Thu tự thấy mình cũng quá đáng, bèn từ từ để con ngồi xuống, rồi cũng ngồi bên cạnh. Hai đứa bé nhìn nhau cười, tự mình múc cơm ăn lào lạo. Bà Bảy đứng cửa sau nhà nhìn ra, cười thành tiếng. Con nhỏ đó, nó ăn cực trần thân à. Vậy mà vợ coi, nó ăn lem lém dồn phát thèm. Thôi, từ nay chừng ăn cơm, mạnh ai nấy bới tô cho tụi nó ăn chung đi bay ơi. Thu cũng nhận ra con mình khó dỗ cho ăn, giống y như bà Bảy nói. Ổn định chỗ ở xong, bà Bảy kêu cụ giữ hai đứa nhỏ để bà dẫn Thu đi giới thiệu hàng xóm và đăng ký tạm trú với trưởng ấp. Thu mặc áo bà ba màu xám nòng súng, quần sa tanh đen, rạc ri một thôn nữ chính gốc. Lần đầu tiên nhìn kỹ Thu, cụ bỗng cảm thấy ngây ngất như uống phải ly rượu mạnh 50 độ. Anh nhìn cô trơn trối không chớp mắt, hy vọng cô trả lại bằng sự e thẹn của người đàn bà trước tia nhìn say đắm của người đàn ông ngưỡng mộ mà mình cũng có chút cảm tình. Nhưng anh đã không được như ý. Cô lẳng lặng theo chân bà Bảy, tuyệt nhiên chẳng ngó qua anh một lần. Bà Bảy dẫn Thu đi ra đường. Con đường liên xóm nhỏ tẹo, chỉ vừa đủ cho hai chiếc Honda chạy ngược chiều nhau. Nhà này chỉ cách nhà kia chừng vài trăm mét, bởi vì ai cũng hạn chế về đất đai. Mỗi nhà đều có trồng một vài cây dừa. Thu nghĩ thầm, dân ở đây đúng là nghèo như hai cụ nói. Cả ấp không có nổi một căn nhà được xây tường. Trên đường đi, bà Bảy hỏi Thu. Tao hỏi thiệt mà bay cũng phải trả lời thiệt tình nghe. Chứ thằng chồng bay đâu mà để mẹ con trôi về cái xứ này vậy? Thu cúi đầu. Dạ, ảnh chết rồi bác. Bà Bảy đang đi, bỗng khựng lại, ngó Thu. Vậy sao? Tội nghiệp không? Hèn chi á. Hài. Chưa nói hết câu thì một trung niên đứng trong nhà cất tiếng chào. Đi đâu vậy bà Bảy? Bà đon đã. Tao tới lợi nhà mày nè Sáu Năm. Mời tao vô nhà cái coi mày. Sáu Năm gì đó cười ha hả, mời bà Bảy vô nhà. Anh ta mặc vội cái áo vào vì thấy có người lạ. Mời bà già Thu ngồi vào cái bàn tròn duy nhất trong nhà. Anh rót cho mỗi người một ly trà, cười tươi. Thấy gì là con vui hả? Bộ tính mở rộng nhà thêm hả dì ba? Mở mồ tố cha chứ mở. Nhà nhiêu đó ở không hết, mở nữa cho ma nó ở ké hả mày? Sau hôm bữa còn thấy thằng hai cù lần đốn tre, hỏi nó mừng gì nó nói cất nhẹ. Vậy sao? Thì đó, cho nên hôm nay tao mới tới kiếm mày nè. Bà Bảy chỉ vào Thu, nói tiếp. Con nhỏ này tên Thu, là con gái của bạn Dượng Bảy mày. Chồng nó chết, mà bà má chồng khó quá trớn, ở không được, nên mẹ con đùm túm nhau về đây. Tao cho nó miếng đất, cất bảy cái nhà nho nhỏ ở tạm thời cho qua giai đoạn rồi tính nữa. Này dẫn nó tới đăng ký tạm trú với mày nè. Sáu Năm nhìn Thu, cô ngạc nhiên, sao bà lại nói chuyện trơn tru như có thật mà không cần biết cô có đồng ý cách giải thích của bà hay không. Nhưng cô không giận, bởi vì hiểu dẫu sao cũng là ý tốt, chỉ vì muốn cô không gặp trở ngại nào mà thôi. Sáu Năm hỏi, cô có mang theo chứng minh nhân dân không? Thu gật đầu, cô móc trong túi áo ra, đưa chứng minh nhân dân cho Sáu Năm. Anh cầm lên nhìn qua, rồi hỏi tiếp. Con cô là trai hay gái, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ trai, được 2 tuổi. Có giấy khai sinh không? Thu bối rối. Dạ do dội quá, nên không kịp mang theo. Cũng chẳng có gì, tôi hỏi cho biết vậy thôi. Tạm thời tôi giữ chứng minh nhân dân của cô, để lên xã đăng ký cho cô tạm trú. Xong sẽ gửi trả lại cô. Thôi, về với bà con xóm này rồi thì cùng nhau mà mừng ăn. Cô biết không, cái ấp này nó nghèo sát số. Tôi là chi bộ ấp mà cũng thuộc diện cận nghèo thì cô biết sao rồi đó. Bà Bảy chen vô. Vậy sao? Bảy cũng chưa thoát nghèo nữa hả Sáu? Thoát gì nói gì Bảy ơi, cậu có phép tiên quả may.
Từ giả nhà số 5, bà Bảy dẫn Thu qua nhà khác. Bà cười hề hề, đưa hai hàm răng nâu sỉnh vì nhai trầu, nói qua chuyện khác, không đá động gì về việc vừa rồi đặt chuyện về Thu. Bảy biết sao thằng đó có tên số 5 không? Rồi bà nói luôn, cha má nó hồi đó ham con đông, nên tính sanh ra một hơi 10 đứa. Đếm từ trên đếm xuống, thằng 29, thằng 38, con 47, con 56. Tới thằng 65, cái bả ngưng ngang không đẻ nữa. Cha nó chờ hoài không được, nên tức mình chết queo. Bà Bảy nói xong, nhìn phản ứng của Thu, nhưng thấy cô chỉ mỉm cười, bà nghĩ bụng giống như hai cụ. À, trên đời sao có người ít nói kỳ cục, mà ít nói cũng tốt, không đi thọc mạch chuyện nhà người ta. Chứ ở cái chỗ này, dù dân nghèo và tốt bụng thiệt, nhưng không có gì là bí mật hết. Một người biết là cả xóm đều hay. Bà Bảy dắt Thu ghé nhà bà Tám Gián, là bạn già của bà bấy lâu nay. Trước khi vào nhà, bà nói với Thu, bà Tám này có biệt danh là nói cho có. Bị gì mở miệng ra là nói câu nói cho có, y chang như tao là bà Bảy dậy xa. Có nhiều lúc bà xài mấy cái tiếng đó lãng nhách, không ăn nhậu gì tới cái chuyện bà nói hết trơn hết trội à. Bà Bảy nói xong cười ngớt. Hai người đứng trước cửa một căn nhà, thoạt nhìn đã biết nghèo. Bà Bảy réo rùm lên, chị Tám ơi, chị Tám. Trong nhà, ba bốn người đàn bà túa ra. Thu nhận ra ai là bà Tám liền, vì trạc tuổi bà Bảy. Bà Tám đon đã chào hàng liền. Ờ, bà Bảy kìa, nói cho có, tụi tôi vừa nhắc chị cái sột nè. Vậy sao? Nhắc tôi chi? Nói cho có, tụi tôi nói cái ấp này giờ chỉ có mình nhà chị là còn khả năng thoát nghèo. Tụi tôi nghèo tới chết luôn. Vậy sao? Ôi, mà nghèo cận nghèo hay không nghèo cũng có được dĩ đâu mấy bà ơi. Năm khi 10 quả mới có được chục gạo, chai nước tương, chai dầu ăn. Vậy thôi, mình lo cho mình là chắc ăn. Ủa, hôm nay sao đi kiếm tôi vậy? Ai đây? Một bà khác nói, dâu mới phải hôn bà Bảy. Nói điên gì đó mày, tao ngắt họng mày bây giờ á. Người ta có chồng con rồi đó nghe. Lạ vậy. Nghe xong chuyện của Thu, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại pha lẫn thương xót. Bà Tám chắc lưỡi, tội nghiệp, còn trẻ quá mà đã quá bụa rồi. Mà bà mẹ chồng cũng ác nhân sát đức ghê. Con mình chết rồi thì phải coi con dâu như con gái, để nó vui vẻ mà nuôi cháu nội cho mình. Chứ mẹ chồng con dâu chi cho mang tội, rồi mất luôn đứa cháu ha. Thôi vậy đi, nghỉ ngơi vài bữa, rồi dì dẫn vô cái nhà giàu kia làm công cho họ. Cơm nước lau chùi giặt giũ sáng đi chiều về, có thể đem theo thằng con nữa, để coi chừng nó luôn. Nhà người ta giàu có, chẳng có keo kiệt đâu. Bà Bảy hỏi, vậy sao? Vậy chứ chị nói nhà ai vậy chị Tám? Nhà ông giám đốc sĩ đó, nhà đang cần người giúp việc dữ lắm. Mà tôi thấy dân xóm mình toàn là dân lao động tay chân vụng về. Lỡ như làm bể cái chén cái dĩa của người ta cũng bị nặng nhẹ. Đừng nói tới quanh năm ăn kho khô kho quẹt, làm sao biết chế biến đồ ăn ngon. Giờ bộ gió cháu này có vẻ khéo, chắc là được. Đâu, con về tính cô sao nghe. Có gì cho chị Bảy đây hay, về dẫn đi cho. Trong vòng một buổi, mọi người trong ấp nghèo đã biết về sự có mặt của Thu với lý do về đây vì không chịu nổi cảnh làm dâu quá khó khăn của mẹ chồng khi chồng đã chết. Trên đường về, bà Bảy nhìn Thu hỏi nữa, tao giải thích với người ta vậy, bày có khó chịu không? Thu vội vàng trả lời, dạ không, con hiểu bang muốn tốt cho con mà. Ừ, bay biết vậy là tao mừng. Mà nè, tao thấy hàm răng bay đẹp quá, sao trống hơ hết mấy cái vậy? Chưa đủ tiền đi trồng phải không? Thu giật mình, cô đưa bàn tay che miệng lại, nhớ đến một chuyện đau lòng khiến cô sụt sôi căm hận. Bà Bảy thấy mặt Thu đanh lại, đôi mắt long lên, có vẻ giận dữ, khiến bà hết hồn. Chẳng biết mình đã lỡ lời điều gì, lính quýnh nói, bộ tao có nói bậy gì hả? Thu choàng tỉnh, cô cảm thấy mình hết sức vô lý với người ơn. À, dạ không, tại con nhớ tới hôm bữa nhổ một lần hai cái răng mà phát sợ à. Vậy sao? Bay làm tao cũng phát sợ hả? Thu cười hiền lành,
Con xin lỗi bác. Tối hôm đó, nằm ôm con, Thu chua chát nghĩ về cuộc đời mình. Nếu muốn duy trì sự sống, đành phải cam tâm đi ở đợ cho người ta thôi. Ở đợ, vì sao ra nông nổi chứ? Thu mím môi căm hận. Có nên trả thù không? Có nên không? Tên đàn ông ma quỷ đã làm đời cô lao đao lận đận. Điều đáng nói hơn là mẹ cô, phải, người đàn bà mà cô nghĩ là người thân duy nhất trên đời sau khi ba cô vô cớ chết đi, lại trơ mắt đứng nhìn con gái mình bị giày xéo mà không rơi một giọt nước mắt. Thằng Tép trở mình, quơ tay tìm mẹ. Thu ôm lấy con. Nếu không có nó, cô nghĩ mình sẽ không đủ dũng khí để tiếp tục sống và rời khỏi nơi quỷ ám đó. Cất giọng buồn như mùa thu lá úa, cô khe khẽ ru con. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Mẹ nằm bên cạnh, khẽ khàng ru con. Dù hy sinh tuổi xuân son, à ơi, vẫn vui vì được ôm con trong lòng. Bên ngoài vách nhà, cụ lặng lẽ lắng nghe, buông một tiếng thở dài. Anh biết Thu đang mang trong lòng một nỗi niềm đau thầm kín không thể bày tỏ cùng ai. Cũng như anh, vì sao 6 năm trước đùm túm dắt mẹ và vợ về nơi khỉ ho cò gáy này, cũng duy nhất một mình anh biết. Thu nói với bà Bảy là cô đồng ý đi làm cho ông giám đốc, nhưng để đầu tháng mới chính thức làm, vì hôm nay cũng đã là 28 tay rồi. Bà Bảy vui vẻ nói để cho bà Tám hay đặng trả lời với người ta. Thu thay bà Bảy suốt ngày cứ cặm cụi quét dọn chung quanh, và có tàu dừa nào rụng xuống cũng đều tranh thủ lôi ra róc lấy lá bó lại rồi chẻ từng đoạn nhỏ đem phơi. Củi khô bà chất thành cự, lấy mũ trùm lại để dành mùa mưa chụm. Còn mùa nắng, bà kiếm đầu này đầu kia về nấu cơm và làm đồ ăn. Đúng là một người hay lam hay làm. Nhìn bà, cô nhớ ngoại quá đổi. Thấy mẹ suốt ngày không ngưng tay, cụ càng nhằn. Nghỉ chút đi mẹ, củi cả ngàn á, chụm gì hết mà cứ rỉ mỏ chặt hoài. Để nhiều nhiều á, con gom lại một lần chút xíu chứ mấy mà. Trời ơi, mày để cho mẹ mày mần. Ở không nhõng nhõng, tao chịu không được. Tao già rồi, còn ít ngày á, mần tranh thú mần. Bay á, còn trẻ á, mặc sức á mà mần, ai cấm cản được bay. Vì lẽ đó nên nhà bà khá hơn các nhà khác. Sáng nay, tranh thủ lúc bà đi chợ, hai đứa bé chơi với nhau, Thu dội vàng quét trước chung quanh cho gọn gàng ngăn nắp. Cô không biết cụ làm công việc gì, nhưng mỗi buổi sáng anh đều đi, trưa về ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, rồi đi tiếp đến chiều mới về, như một người đang làm cho cơ quan nhà nước. Một mình ở nhà trông chừng hai đứa bé, vừa quét sân, Thu vừa nhớ ba mình, người cha mà cô chỉ còn biết trong di ảnh. Thu nghe bà ngoại nói, ba cô là cô Nhi, sau khi rời khỏi cô Nhi viện, đã cùng hai người bạn về Cà Mau khai khẩn đất hoang. Ba người con trai còn trẻ măng đã chung tay cần mẫn, cuối cùng cũng mở được 10 công đất. Họ không khai phá nữa, mà bắt đầu canh tác. Do chưa có kinh nghiệm nhiều, nên mùa đầu tiên, họ chỉ thu thập đủ lúa ăn chờ mùa sau. Đến năm sau, thì ba người bội thu. Sau 3 năm, họ cất được một căn nhà nhỏ, nhưng hai người kia không ở lại. Cùng đứng tên sở hữu đất, nhưng họ chia đều cho cả ba số tài sản hiện có, rồi nhường lại cho cả lì canh tác và Thu huê lợi một mình. Ghi chú, ở đó người ta ai cũng gọi ba của cô như vậy. Đến khi đi học, cô mới biết ba mình tên là Doãn, Phùng Kế Doãn, còn cô là Phùng Kế Thu. Hết ghi chú. Bà ngoại kể rằng, sau khi hai người bạn đi rồi, ba cô dẫn Chí Thú ở lại làm ruộng. Ông rất là giỏi và có sức khỏe, cần mẫn siêng năng, lại hôn sớm ngoài đồng ruộng, mặt mưa sa bão táp không sờn. Nước da càng ngày càng đen sạm, nên bà con lối xóm, ai cũng gọi ông là Cả Lì. Ông rất được dân làng thương, nhất là bà ngoại. Ông ngoại chết trong thời chiến tranh, lúc bà ngoại còn rất trẻ, chỉ có một mình mẹ cô là đứa con gái duy nhất. Chính vì vậy mà mẹ được ngoại nuông chiều, giao du với đủ loại hạng người, từ người gốc gác Cà Mau đến dân tứ xứ tới đây để mua lúa hoặc làm mướn. Đến khi ngoại bắt đầu thấy con gái mình càng ngày càng đi quá xa cái thuần phong mỹ tục của xứ sở,
thì mẹ cô không còn nghe lời ngoại nữa. Ngoại chấm ba cô làm rể, nhưng mẹ cô chê là nhà quê và đen đúa xấu xí, không xứng đáng với một cô gái xinh đẹp con nhà khá giả như mẹ. Mặc bà ngoại nói gì thì nói, mẹ Thu vẫn coi ba cô là một kẻ tầm thường dưới cơ của mình. Ba cô không hề bận bịu gì về việc vợ con, nên cũng không quan tâm tới cô gái nào, lại càng chẳng để ý đến cô The là ai. Nhưng ông đặc biệt thương và kính trọng ngoại cô. Nhà ngoại không có đàn ông, mẹ cô thì chẳng bao giờ chú ý đến việc nhà, mà ngoại lại sở hữu cả mấy mẫu tràm. Tới mùa tràm, ghe xuồng các nơi đổ về hỏi mua. Trước đây, ngoại bán xác cho họ, một công là bao nhiêu tiền, rồi họ tự động đốn. Sau này, khi có ba cô hay tới lui, bà bán cây, 100 cây là bao nhiêu. Té ra, số tiền rất lớn, dù bà đã dùng để trả xong công thợ đốn. Ba cô tuyệt đối không nhận tiền trông chừng và kiểm tra khi người ta đếm cây, cho nên ngoại xem ông như người nhà, như con trai và rất mực thương yêu. Rồi bỗng một hôm, mẹ cô về òn ỉ với ngoại là cảm động trước chân tình của ba đối với gia đình, nên đồng ý lấy ông làm chồng. Bà ngoại mừng lắm, nhưng cũng nghi ngờ. Cớ sao ít khi thấy hai người tiếp xúc với nhau và mẹ cô luôn miệng chê ba cô, nay lại dễ dàng đồng ý như vậy. Bà gợi ý với cả Lì là ba cô, có lẽ cũng muốn yên nơi yên chỗ, nên gật đầu ưng thuận. Vậy là đám cưới của cả Lì và cô The được tiến hành. Lúc đó, mọi người mới biết là có bao nhiêu cô gái đang chờ Lì mở lời để về bầu bạn với ông. Họ sống không hạnh phúc. Ngoại nói, giống như ngoại đang ở với thằng con trai mà con dâu bất nghỉnh bất ngang, quanh năm suốt tháng chưa từng nấu cho chồng một bữa cơm, ngày chí tối đánh quần đánh áo bơi xuồng đi bán mỹ phẩm, dầu thơm nước hoa gì đó tới tối mới về. Sau khi sinh cho ba cô một cục nợ, theo kiểu nói của mẹ cô, rồi quăng cho bà và ba, mẹ phủi tay. Cục nợ đó chính là Thu. Trong lúc ấu thơ, Thu không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ lúc nào luẩn quẩn bên bà ngoại và ba. Tối mẹ mới về và cô thì ngủ với ngoại. Tới mùa lúa là cô thích nhất. Mặc dù hết mấy ngày trời, ba không còn ngủ ở nhà, phải ở ngoài đồng giữ lúa. Nhưng sau khi đem lúa bó về nhà, thì cô mặc sức mà gần ba cả ngày cho tới khuya. Sáng ngoại nấu xôi, mẹ gối theo một cột, rồi xách giỏ bơi xuồng đi. Ba người còn lại ăn xong, Thu ngồi xem ba đánh trâu đạp lúa. Đầu tiên, ba chất lúa đứng chận đưa những hạt lên trên, dòng theo đường xoắn ốc, cho đến khi đống lúa lớn ra, rồi dẫn trâu lên đạp. Ba và trâu đi vòng vòng bã lúa, cho đến khi hạt tách ra khỏi thân cây, thì cọng lúa bây giờ được gọi là rơm. Ba cho trâu nghỉ, tự mình dùng cây sải xóc rơm lên, cho những hạt lúa nằm phía dưới, còn rơm nằm trên. Cọng nào còn lúa đeo, ba gom lại cao hơn, rồi dẫn trâu đạp lần nữa. Mỗi bả phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới đạp xong, mà ba cứ dẫn trâu suốt ngày như vậy, cho đến khi trời tối mệt không thấy đường mới chịu nghỉ. Duy nhất là con trâu đang đi bỗng dưng đứng lại, nhõng đuôi lên. Ba dội vàng đè đuôi nó xuống, rồi hô lên: "Dò, dò ỉa!" Là tức tốc, Thu mang cái kia đang bằng tre chạy nhanh ra. Một tay ba hút vô miếng rơm dụng để hứng, tay kia buông đuôi trâu ra. Nó nhõng đít lên, ỉa bạch 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 đầy nhóc một kỳ. Ba cô bưng ra ngoài để đó, lát nữa đem đổ vào một chỗ. Thu khoái chí cười gian mỗi lần thấy như vậy. Chật chật là ba đánh một ông cuối bằng rơm ướt dài thừa để ôn mũi. Trời, cái thời đó mũi và bù mắt ở đâu mà quá chừng, quơ tay là đụng. Ôn mũi xong, ba tắm rửa rồi ôm Thu vào lòng, hát rùm mấy câu giọng cổ. Thu nghe chưa xong đã ngủ mất tiêu. Cô thương ba mình, thương lắm, dù chỉ mới 3 tuổi thôi. Nhưng hình ảnh ông hay ngồi trầm ngâm dưới gốc rơm sau nhà, mắt hướng ra bờ kinh có những khóm lục bình trôi dợt dờ. Thu không biết cha đang nghĩ gì. Trên dòng kinh, sát mé bờ, chạy một khoảng dài toàn là bông súng. Kinh ở trước nhà ai thì bông súng là của nhà đó. Ba cô hay dặn,
có chơi cũng đừng đứng gần bờ kinh vì nước sâu lắm. Có lần cô hỏi ba mà sau này ngoại nhắc lại cô mới biết. Ba buồn gì hả? Ít thấy ba cười. Ba ôm cô vào lòng mình, hôn lên đôi má phúng phính của Thu rồi cười lớn. Ba có con là vui rồi. Ba là người không biết buồn, đời dạy cho mình như vậy. Lớn lên con phải nhớ lời ba, không được buồn nghe con. Rồi đến một hôm, ba đi mất mấy ngày không về nhà. Thu khóc đòi ba. Bà ngoại ban đầu ngồi đứng không yên, sau đó thấy mẹ cô tỉnh bơ không hề buồn bã. Bà chửi mẹ một trận hãi hùng, là chính vì the nên lì mới bỏ con mà đi. Mẹ cô cũng cãi lại kịch liệt, cho rằng thứ đó có đi biệt tâm, mẹ cũng thấy kệ. Sau đó, ngoại chỉ còn biết ôm cháu mỗi chiều, thơ thẩn nhìn ra móng đường như chờ đợi con trai về. Vì bà biết, ba không phải là loại người vô tình vô nghĩa như vậy. Và bà cũng biết, khi đi, ba không mang theo một xu dính túi. Đúng ba hôm, người ta đi nhổ bông súng, phát hiện ra cả lì bị kẹt dưới đám rễ bụi súng. Xác đã trương phình. Mẹ cô thất sắc, còn ngoại thì chết lên chết xuống. Thu không nhìn thấy ba lần cuối, vì người ta không cho bé lại gần. Sau đó, họ đem ba chôn trên đất của ông và hai người bạn. Ngoại nói, ba cô không thể nào bị chết như vậy, vì ông từng lặn xuống nhổ bông cho bà con dọc bờ kinh. Khi lớn lên, Thu nghe nhiều người nói, cái chết của ba cô có nhiều oan khuất chưa được sáng tỏ, nhưng vì chôn vội quá và gia đình không khiếu nại nên cũng nhanh chóng trôi qua. Từ đó, Thu sống bằng tình thương của ngoại, mẹ cô như một người ở trọ trong nhà. Thời gian có thể xoa dịu vết thương lòng, nhưng hình ảnh cả lì luôn luôn ở trong lòng bà cháu Thu. Chưa mãn tang ba, mẹ đã tự bước đi bước nữa, mặc cho bà ngoại cương quyết cản ngăn và tuyệt đối không nhìn nhận con rể. Lấy nhau xong, họ dọn về căn nhà của ba Thu để trống mà ở, chiếm luôn đất của ba. Cha ghẻ là người đàn ông đã có một đứa con gái riêng, và sau một năm, họ sinh thêm đứa con gái nữa. Ông ta chỉ mong muốn có con trai, nên đứa bé không được chào đón, bị ghẻ lạnh. Mà mẹ cô có bao giờ biết lo cho ai? Dần già rồi thì ngoại, mặc dù không ưa, không nhìn thằng rể, nhưng vẫn đón cháu về nuôi. Thu có chị có em nên cũng vui và hạnh phúc. Cuộc đời của cô lẽ ra cũng được êm đềm lớn lên, êm đềm như dòng chảy của con kinh sông nhà, nếu như ngoại đừng sớm ra đi. Thu đã quét dọn xong, bà Bảy vẫn chưa về. Cô vào nhà mình nấu cơm, định bụng sau khi xong, nếu bà vẫn chưa về, cô sẽ vào nấu cơm cho bà luôn. Thu vừa xúc hai lon gạo, định sang nhà bà Bảy để nấu cơm giùm, thì bà về tới. Thay sân trước sân sau sạch sẽ hết, thì chúng chím cười, khen. Coi bộ bay cũng lẻ tay lẻ chân dữ đà. Tao về sớm đó chứ. Tại thấy cái đám đụng xe ngoài lỗ cái, phát sợ, nên ghé nhà con hàng bánh lột ngồi một chút. Bà cố nội cha ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, mới tận mang ngó cái cảnh xe đụng chết người. Thằng nhỏ từng lên cao một cái, rớt xuống đất cái bịch chết tươi. Tao mắt đái mắt ỉa một lượt luôn. Tổ cha cái quân nó chạy ẩu, đụng con người ta xong, phóng xe đi luôn. Bị dân chúng đuổi theo lôi đầu lại đem vô công an rồi. Nó coi mạng người như cỏ rác hay sao đó mà. Thu nghe xong, nghĩ nếu mình làm thinh, cũng tội cho sự nhiệt tình thích có người nói chuyện với bà, nên lịch sự hỏi. Không thấy ai đụng hả bác? Sao không thấy? Mấy cái thằng ôn binh dịch vật ở cái ấp chảnh chọe chứ ai. Đám đó ăn không ngồi rồi, đi phá làng phá xóm, mà chẳng có con ma nào trị nổi chúng. Bữa nào cũng bị trời trồng cho biết mặt. Rồi sực nhớ ra, bà để cái giỏ sách xuống cái ghế mũ,
nhìn Thu. Ờ, tao nói với bà Tám rồi đó. Bà mừng lắm, Lan chạy te lại nhà ông Sĩ khoe liền chứ đâu. Bà lấy trong giỏ ra hai cái bánh bò phát cho hai đứa bé. Chúng cầm lấy nhìn nhau, cười hớn hở, rồi leo lên bộ dẹt cùng ăn. Thu quay vào nhà, chiên hai trứng vịt cho mẹ con dùng cơm trưa. Cô nghĩ, bà Bảy chắc khoảng tuổi của ngoại, nhưng ngoại cô là người khá giả, lại tiếp xúc với dân tứ xứ nhiều, nên lời lẽ cũng giang hoa hơn bà Bảy. Cuộc sống của ngoại có lẽ không vui và vô tư như bà, vì lúc nào cũng canh cánh nỗi lo cho cháu, mà mẹ chúng chẳng hề có trách nhiệm gì. Bà Bảy thì khác, thương yêu kính trọng mẹ và tưng tiêu con, sống có tình có nghĩa. Một người lạ huơ lạ hoác như cô mà họ cũng sẵn lòng cưu mang thì nói chi là ruột thịt với nhau. Ngoại, nếu như ngoại còn sống nhỉ? Con ngoại thì Thu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Cô đã không còn ba, cô cũng không còn mẹ. Hay nói cho đúng là mẹ không cần cô, Thu chỉ cần có ngoại và em là đủ. Nhưng trời Phật không chiều lòng người. Năm Thu 18 tuổi, bé Bo chỉ mới 13 tuổi thôi, thì ngoại một buổi sáng lội ra coi người ta đốn tràm, đạp phải gốc tràm mà do sơ ý họ không đốn cho bằng mặt, lại để gốc nhọn hoắt, máu chảy ròng rã. Nhưng ngoại vẫn cố gắng lội sình về tới nhà, mới rửa vết thương băng bó. Mấy ngày sau, vết thương làm độc, chân ngoại sưng dù, đau đớn không chịu được, phải đưa bà lên bệnh viện tận Cà Mau để chữa trị. Lúc đó, Thu vừa thi tốt nghiệp cấp 3 xong, đang chuẩn bị thi đại học. Bé Bo sắp lên lớp 8. Nói tới tên bé Bo, Thu lại càng giận. Khi sinh nó ra, cha dượng không dòm ngó đến, còn kêu mẹ đem cho ai nuôi thì cho, vì ông ta đã có con gái rồi. Ông trước sau đều kêu tên con bé là Bỏ và không làm khai sinh cho nó. Mẹ cô cũng xem ra chẳng thương yêu gì con, suốt ngày chì chiết, mà con nhỏ thì chưa đầy tuổi có biết gì. Chuyện tới tai ngoại, bà lật đật mang nó về, sửa tên lại là Bo và khai sinh cho nó giấy tên cha là Vô Danh. Nhưng khi nó có nhận thức, ngoại nói cha nó tên là Phùng Kế Doãn, đã chết. Nó là em ruột một cha một mẹ với Thu. Từ lúc về với ngoại, mẹ coi như trút được gánh nặng, không còn bận tâm tới sự có mặt của nó trên đời. Nhưng Bo cũng không còn những ngày tháng hồi hộp lo sợ đòn roi của ba và nạt nộ của mẹ. Nó vui vẻ hạnh phúc bên ngoại và chị. Bà ngoại ghét cha dượng và ghét luôn cả mẹ của Thu, cấm không cho bén mảng tới nhà. Rồi ngoại mời vài người hàng xóm có uy tín tới, mời cả chủ tịch xã làm giấy cho Thu thừa kế tất cả tài sản của bà, gồm nhà cửa đất đai, dặn dò cô chăm sóc và nuôi dưỡng Bo thành người tốt, sau này gả cưới cho nó chút vốn liếng của cải hồi môn về nhà chồng. Nghe ngoại dặn dò, Thu sợ quá đỗi, lên cảm như có chuyện gì sắp xảy ra. Sau đó, Thu thi đậu vào cao đẳng sư phạm, học ở Cà Mau. Cô muốn khi ra trường được về huyện Thái Bình dạy cho gần nhà, gần em và ngoại. Trong một đêm mùa hè, chị em Thu chưa đến lúc nhập học. Tối rồi mà trời vẫn còn nóng như lửa thiêu. Hàng tràm trước cửa nhà đứng trơn, không có một làn gió lay động. Ngoại mấy lúc gần đây cứ hay bệnh rề rề. Chị em Thu đem chiếc giường kê cạnh giường ngoại để ngủ canh chừng. Buổi tối, hễ Thu đi một bước là Bo theo một bước không rời, vì nó sợ ma. Thu nằm quạt lạch bạch cho em, đến lúc mỏi tay thì Bo đã ngủ và cô cũng thiêu thiêu. Bỗng nghe bên giường ngoại có tiếng rầm rầm, Thu hoảng hốt dặn lớn ngọn đèn dầu phóng qua, thì thấy ngoại đang giãy giụa, mắt trợn trắng, nước bọt ứa đầy trong khoang miệng. Cô run lên đứng không vững, nhưng nghĩ ra nếu mình không bình tĩnh lúc này thì ai lo cho ngoại, bèn nhanh chân đến dỗ vào mông Bo. Dậy, dậy đi Bo ơi, chạy qua nhà cậu Bảy kêu qua cứu ngoại. Bo ngồi bật dậy nhưng vẫn còn say ke, nó dụi mắt lê lịa. Kêu cậu Bảy cứu ngoại gì? Nhanh lên, ngoại đang bị uốn ván, không kịp bây giờ. Bo co rúm người lại. Sao em dám đi? Em không đi thì ngoại chết, em sợ ma hay sợ ngoại chết? Bo tuột xuống giường, không kịp xổ chân vào dép. Em sợ ngoại chết. Rồi nó phóng đi trong màn đêm, không kịp cầm theo bó đuốc. Thu nhìn theo em,
nước mắt chảy dài. Cô nắm tay ngoại, bà cong người lên. Thu nhớ bác sĩ dặn, nếu thấy ngoại có dấu hiệu như vậy là đã bị uốn ván, phải lấy khăn mềm cho bà cắn, kẻo bị cắn vào lưỡi. Thu lấy khăn, cố gắng cậy miệng ngoại ra để nhét vào. Bà dần dần nằm im, thì cậu Bảy dẫn theo cậu Chín và Dượng Mười chạy sang. Bé Bo run rẩy mếu máo theo sau. Vào tới nhà, nó ôm lấy chị khóc òa. Chị ơi, ngoại có sao không chị? Thu ôm Bo, ra dấu cho em im lặng để người lớn tính. Cậu Bảy hỏi tình hình vừa xảy ra. Nghe Thu kể lại, cậu phán một câu. Bà bị giật kinh phong rồi, ba cái dòng tràm này độc thiệt. Ý là bác sĩ mổ nặng máu ra rồi đó. Vậy có sao không cậu? Chờ bà khỏe lại chút đưa đi bệnh viện chứ sao. Thằng Chính, mày chạy đi kêu con The về coi nó tính sao. Để có chuyện gì á, nó đổ thừa mà lắm. Lo thì không lo, chứ trách móc á, thì không ai hơn nó ở cái vùng này. Cậu Chính xách đuốc, nhưng vừa bước ra cửa, bỗng quay trở lại. Hay Dượng Mười mày đi với tôi. Nửa đêm nửa hôm tới kêu cửa, biểu con vợ nó đi theo mình. Cái thằng chồng quỷ sứ đó, nó nổi khùng chém chết mẹ à. Cậu Bảy gật đầu. Cũng phải, ai á, chứ thằng đó dám à. Phải cả lì còn á, thì bà đâu có ra ruộng mận chi. Nghĩ tiếc cho ảnh quá trời quá đất. Người tốt á, mà gián số à. Nghe nhắc tới ba, Thu không cầm lòng được, thúc thích khóc. Mọi người nhìn cô ái ngại. Rồi cậu Chín và Dượng Mười xách đuốc đi gọi mẹ cô. Bà ngoại ngủ yên được gần một tiếng đồng hồ. Bé Bo mòn mỏi cũng ngủ theo luôn. Cậu Bảy biểu Thu nằm nghỉ chút đi để cậu cô chừng ngoại, nhưng cô nói sẽ ngồi với bà mới yên tâm. Cậu lên võng nằm đưa toàn ten chờ hai người kia về. Thoáng thấy cậu Chính và Dượng Mười quơ đuốc tuốt đằng xa, Thu nhóng lên xem mẹ có theo về không, vì cũng đã lâu chị em cô chưa gặp mẹ, dù hai nhà không cách xa gì mấy. Mà hôm ngoại nằm viện, mẹ cũng không tới thăm nuôi, nhưng chỉ thấy có hai người về. Cô thoáng thất vọng. Cậu Bảy ngồi dậy. Sao? Nó không theo tụi bay về hả? Tao nói cái thứ đó sau này Mần An không có ngóc đầu dậy nổi. Cái thứ mà không biết cha biết mẹ thì trời đất nào dung được. Vậy chứ bà có trăm tuổi, cái nó chạy về làm bộ khóc mướt để dành của với con nó cho coi. Tao còn đây, có ăn cước chứ ăn của. Cậu Bảy bức xúc cứ lèn èn hoài. Cậu Chính gạt ngang. Thôi, mặc xác nó đi anh ơi. Nó sợ cái thằng Tụng hơn sợ cha nó nữa, mà nói sao được. Trên đời không có ai thân bằng mẹ con. Mẹ nó cũng không thân, con nó cũng không thương. Thì thân thương ai cũng là giả tạo nhất thời thôi. Thằng đó dụ ăn hết của, rồi đá cái bỉnh cho nó biết mặt. Dượng Mười. Nhớ anh cả lì mà thương sao đâu á. Ảnh mà còn á, thì bác hai không bị tai nạn vậy đâu. Mày nhắc á, tao thêm tức à. Thằng Tụng á, mà không dính líu gì tới cái chết của ảnh, tao làm con tụi bay. Cậu Chính đưa mắt nhìn cậu Bảy, ra dấu cho cậu thắng lại, sợ chạm vào chỗ nhạy cảm của Thu. Nhưng cậu Bảy lại muốn cô nhìn nhận sự thật. Cũng phải để con Thu nó biết, đặng đề phòng cái quân khốn nạn đã hại chết cha nó chứ. Ở đây á, ai cũng nghĩ như mình thôi. Thu điếng trong bụng. Thật sao? Thật vậy sao? Nếu hắn ta là thủ phạm gây ra cái chết của ba cô, thì tại sao lại làm vợ chồng với mẹ cô? Hay là... Thu lắc đầu. Cô không muốn suy nghĩ tiếp, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này phải tập trung lo cho ngoại. Nếu như trời còn có mắt nhìn, phù hộ cho ngoại được khỏe mạnh, sau khi cô học xong sẽ tìm mọi cách điều tra để vạch mặt hắn. Nếu đó là sự thật thì cô sẽ không bao giờ nhân nhượng với kẻ đã làm cô mất đi người cha, gia đình mất đi một trụ cột, một chỗ dựa tinh thần. Cậu Bảy hỏi. Nó nói sao mà không về? Nó nói bà không nhìn tôi, kêu tôi về chi? Tôi về, bà thấy tôi, rồi lên tăng xong, báo hại tôi mang tiếng nữa. Nhưng bà là má của cô đó. Ai không biết bà má tôi, nhưng bà có coi tôi là con đâu. Đất đai nhà cửa bà thà cho cháu, chứ không cho con mà. Nghe vậy tôi giận run trong bụng, nhịn không được anh Bảy. Tôi bụp nó liền. Trời ơi, cho con cô, chứ có người ngoài nào lọt vô được. Thằng đó nằm trong mùng, đi sòng sọc ra chửi thề. Mẹ bà nó, tới kêu là biết rồi. Kêu xong về đi, ở đó nói lải nhải.
chuyện nhà người ta để người ta tính. Tụi tôi biết nhà biết cửa, không cần mấy người dắt về như là dắt trâu. Mẹ bà, nồi nào dung nấy. Thằng đó mà gặp tôi á là chết mẹ nó rồi. Tức cái mình con nhỏ the gì đâu á. Dựng mười khèo khèo kêu tôi về, chứ đứng lại nghe nó nói một hồi á, chắc tôi lỗi họng nó quá. Cậu Bảy nói, thôi kệ nó đi. Mình thương á là thương dì hai và hai đứa nhỏ. Ráng lo cho dì qua khỏi ải này. Chờ con Thu nó lớn một chút, đủ bản lĩnh sống thì mình yên tâm rồi. Ngoại ngủ một giấc thật sâu, rồi tỉnh lại, đưa mắt nhìn chung quanh. Thu ngồi cạnh nắm tay bà. Cô sợ quá, sợ ngoại bỏ chị em cô mà ra đi. Sống với bà cả một thời thơ ấu, bà đã chăm sóc chị em Thu như chăm sóc con đẻ ra. Nếu như bà có mệnh hệ nào, thì chị em cô thực sự sẽ chính thức trở thành mồ côi. Rồi từ nay, trên dạng nẻo đường đời, cô phải làm sao để bảo bọc em của mình đây? Tiếng bà Bảy gian lên, kéo Thu trở về với thực tại. Bày có gì ăn cơm hôn mẹ thằng Tép? Thu đi ra ngoài, bà Bảy bưng trên tay tô canh chua cá lóc, nấu dê rau nhút bà trồng đằng sau bờ ao nuôi cá phi. Thu ngại quá, từ chối. Thôi, để ăn đi bác. Vậy sao? Chứ hôm qua tới nay, bay cho thằng nhỏ ăn gì? Tao không biết trứng vịt có cái chất dinh dưỡng gì mà bữa nào cũng trứng vịt à. Cá tao không có mua. Thằng hai bắt về cả đống, rau nhút ở nhà trồng. Cho thằng nhỏ một tô, mẹ con bay ăn có chết, tao đền nhân mạng cho. Hai cụ đứng trước cửa nhà, hất mặt nói. Thôi cầm đi cho bà già vui. Cô khách khí chi vậy không hiểu nổi à. Hàng xóm láng giềng á, ai má tôi cũng vậy, chứ không riêng gì cô đâu. Thu bối rối đưa hai tay đỡ lấy tô canh, nói cảm ơn mà đôi mắt muốn ngấn ngấn nước.